Vâng, một lần nữa xin được gửi lời chào tới các chị đã quay trở lại theo dõi kênh Xe và Đam Mê. Ngày hôm nay, kênh Xe và Đam Mê xin được tiếp tục giới thiệu tới các anh các chị một mẫu xe có thể nói là khá hiếm ở trên thị trường xe cũ hiện nay. Vâng, đây là một mẫu xe nhập khẩu Hàn Quốc đến từ thương hiệu Kia, một chiếc xe gầm cao 5 chỗ. Đây là chiếc Kia Sportage phiên bản đời 2010, máy xăng, động cơ 2.0 số tự động. Vâng, tuy là đã trải qua 10 năm, nhưng có thể nói là chúng ta có thể thấy ở đây lớp sơn si của chiếc xe vẫn còn khá là căng. Vâng, rất là khá là căng, bóng cho tới những các chi tiết ở trên chiếc xe này. Thì đây thực sự là một lựa chọn rất là thú vị cho những anh chị nào đang tìm kiếm một chiếc xe chạy gia đình, gầm cao, không gian nội thất rộng cũng như là trang bị bên trong khá là nhiều những tính năng. Vậy thì ngày hôm nay kênh Xe và Đam Mê xin được cùng với các anh chị đi khám phá vào chi tiết chiếc Kia Sportage phiên bản đời 2010 này để xem nó chất lượng của nó hiện giờ ra sao và xứng đáng với cái số tiền mà các anh chị phải bỏ ra để sở hữu em nó hay không. Vâng, thì đầu tiên chúng ta có thể thấy được là chiếc xe này sở hữu cái phần đầu có thiết kế khá là ấn tượng, từ cái giải đèn pha đi kèm với đó là các cái mặt ca lăng tạo cho chiếc xe dù đã qua 10 năm nhưng có thể nói là cái thiết kế này nó vẫn còn khá là đẹp mắt. Về cái phần đèn pha của chiếc xe thì đèn pha của chiếc xe được trang bị đèn bi xenon đi kèm với đó là một cái giải đèn LED. Vâng, được 2010 nhưng đã có một giải đèn LED định vị ban ngày ở đây. Vâng, đèn bi xenon cùng với cả đèn halogen, phía dưới đèn sương mù là đèn halogen anh chị nhé. Sau 10 năm nhưng có thể nói là phần đèn pha của chiếc xe này vẫn còn giữ được độ trong và sáng, rất ít các cái dấu hiệu dạn mờ hay là đục. Vâng, đây cả cái phần phía trước của chiếc xe anh chị có thể thấy là các thanh mạ chrome của chiếc xe này vẫn giữ được độ sáng và sáng bóng luôn ạ. Đây là cái phần ở bên đèn pha ở bên phía lái và rất trong, rất sáng đúng không ạ. Vâng, thì xe đã được trang bị 4 phanh đĩa có hỗ trợ ABS và la răng 5 chấu kép bản lớn rất là thể thao, đèn báo rẽ tích hợp ở trên gương. Phiên bản này thì là phiên bản được nhập khẩu từ Hàn Quốc nên là anh chị có thể thấy ở đây chất lượng của chiếc xe sau 10 năm vẫn còn khá là tốt. Vâng, đây là cái phần đằng sau của chiếc Kia Sportage. Vâng, anh chị có thể thấy là cái phần đèn hậu này có những giải đèn LED đi kèm với cả đèn halogen làm cho thiết kế của nó rất là thể thao cũng như là mềm mại. Vâng, phần đuôi của chiếc xe cong khá là mềm mại tạo cho cái phần tổng thể phía sau khá là đẹp mắt. Vâng, ngoài ra thì ở phần phía sau xe được trang bị thêm 4 cái cảm biến. Vâng, 4 cảm biến va chạm để cảnh báo hỗ trợ lùi xe. Vâng, đây là 4 cái cảm biến camera lùi ở phía sau. Vâng, đây là không gian cốp xe. Vâng, có thể nói là cái cốp sau của chiếc xe này cũng khá là rộng so với một cái dòng xe 5 chỗ, nó cũng phải tương đương với các dòng như kiểu CX-5. Vâng, đây là cái phần đằng sau của chiếc xe. Thì Kia Sportage thì nó cùng chung khung gầm với cả Tucson, nhưng có thể là ở thị trường Việt Nam thì Tucson có thể phổ biến hơn nên là cái dòng Kia Sportage này cũng khá hiếm ở trên thị trường. Vâng, vậy thì sau khoảng 10 năm chúng ta hãy cùng khám phá khoang nội thất của chiếc xe để xem nó như thế nào sau thời gian sử dụng. Thì đây là khoang nội thất của chiếc xe. Vâng, tông màu chủ đạo là màu đen anh chị nhé. Đây ạ. Vâng, chúng ta có thể thấy là cái bảng táp ly cánh cửa vẫn còn là khá là sạch, rất ít các vết bẩn xước. Đây là cái phím bấm điều khiển gương kính chỉnh điện, một kính auto khóa mở cửa và gập gương. Vâng, tất cả đều chỉnh điện. Đây ạ. Vâng, các cái chi tiết này là chi tiết nhựa nhưng mà có thể nói là sau khoảng 10 năm nó vẫn còn giữ được cái độ rõ nét, rất ít các vết mờ xước. Thì vô lăng của chiếc xe này thì cái này nó là vân giả gỗ anh chị ạ. Vâng, nhưng mà tạo cho cái vô lăng nó khá là sang trọng. Ghế thì là ghế bọc da
Vâng, ghế bọc da ôm người. Vâng. Cái chất liệu da này cũng khá là tốt, nên là anh chị có thể thấy ở đây này, nó vẫn còn rất là căng, mềm, sờ vào rất mềm, rất căng, rất ít các cái vết bị dạn hay là bị rách. Vâng, ghế lái là đã được chỉnh điện rồi ạ. Vâng, ghế lái chỉnh điện. Ở đây chúng ta có thể thấy trên vô lăng thì chiếc xe được trang bị các cái phím bấm tăng giảm âm lượng, hỗ trợ chuyển bài, đi kèm với đó là cruise control. Vâng, một tính năng nữa là ở chiếc xe này, chúng ta ở đây có thể thấy là đây cái khóa cầu. Vâng, khi chúng ta mà đi đường đèo chúng ta có thể khóa cầu, phân bổ cái lực của chiếc xe. Lúc này là nút hỗ trợ đổ đèo, đây là chống tắt những chế độ chống trơn trượt. Vâng, khá là hiện đại cho cái dòng xe này. Vâng, em thử khởi động chiếc xe để nổ start stop anh chị nhé. Vâng, cái phần bảng táp lô trung tâm thì ở đây nó đang chia làm hai cái phần khá là hiện đại. Đây là phần đầu đĩa đi 6 đĩa, 6 ổ đĩa CD. Vâng, đây là điều hòa hai vùng độc lập. Vâng, đây là điều chỉnh điều hòa. Vâng, em thử khởi động qua chiếc xe. Vâng, rất êm phải không ạ? Vâng, đây là bảng táp lô của chiếc xe, khá là hiện đại. Vâng, các thông số hiển thị ở đây rất là sắc nét. Chiếc xe thì đã được trang bị thêm cả gương chống chói chỉnh điện này ạ. Vâng, đây là bảng số tự động của chiếc xe này. Anh chị có thể thấy ở đây là cái bảng táp lô của chiếc xe, cũng như là các cái bên táp ly, cánh cửa, ghế vẫn còn khá là sạch, và chất liệu da thì cũng khá là căng. Đặc biệt chiếc xe này được trang bị tới hai cửa sổ trời anh chị nhé. Đây là cửa sổ trời cho hàng ghế thứ nhất và cửa sổ trời cho hàng ghế thứ hai, rất là đặc biệt mà ít dòng xe ở Việt Nam có cái tính năng này. Vậy thì chúng ta hãy cùng tiếp tục khám phá cái khoang động cơ của chiếc xe để xem nó như thế nào sau 10 năm. Vâng, thì toàn bộ những mẫu xe trên kênh Xe và Đam Mê luôn được bên em kiểm tra một cách vô cùng cẩn thận để có thể đảm bảo với các anh chị bao test chính hãng, cam kết máy móc nguyên zin, không đâm đụng, không ngập nước, để anh chị yên tâm khi mua sắm trên kênh Xe và Đam Mê. Vâng, đây là khoang động cơ của chiếc xe. Đây ạ, các sơn của trên lắp capo bằng nguyên zin từ các cái phần bọc cách âm. Vâng, cao su bảo vệ nó vẫn còn rất là tốt, cũng như keo chỉ vẫn còn nguyên. Vâng, đây. Vâng, nguyên zin từng con ốc anh chị nhé. Vâng, chưa hề có dấu hiệu là đã bị tháo ra, sửa chữa hay thay thế. Vâng, da máy anh chị thấy là nó cũng khá là còn tươi. Vâng, đây sáng như này. Vâng, các chi tiết khá là đẹp. Vâng, thực sự đây là một chiếc xe phải nói là đang trong tình trạng hoạt động rất là tốt, đi kèm với đó là rất nhiều những cái tính năng đáng giá ở phía bên trong, đến từ thương hiệu Kia, một chiếc xe nhập khẩu. Vậy thì hiện tại giá của chiếc xe này đang là 450 triệu đồng. Các anh chị đã sở hữu cho mình một chiếc xe thực sự rất đáng để sở hữu, để đi lại cũng như là trải nghiệm. Vậy thì anh chị nào quan tâm xin hãy gọi điện tới số hotline 0968228889 hoặc đến trực tiếp showroom bên em ở 470 đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương để có thể trải nghiệm trực tiếp chiếc xe này. Vâng, những mẫu xe của bên em luôn có những cái cam kết để máy móc nguyên zin, không đâm đụng, không ngập nước và bao test chính hãng để các anh chị có thể yên tâm khi mua sắm trên kênh Xe và Đam Mê. Vâng, một lần nữa xin gửi lời cảm ơn tới sự theo dõi của các anh chị trong thời gian qua, và xin hẹn gặp lại trong những buổi báo giá tiếp theo của kênh Xe và Đam Mê.